Cách đây khoảng 10.000 năm, tại vùng Đông Bắc Châu Phi, nơi sinh sống của người Ai Cập cổ đại, đã xuất hiện một loại virus chết người. Loại virus này lây qua không khí, tấn công các tế bào da, tủy xương, lá lách và hạch bạch huyết. Những người nhiễm bệnh sẽ bị sốt, nôn mửa và phát ban. Tỷ lệ tử vong của dịch bệnh này lên đến 30%. Những người may mắn còn sống sẽ mang trong mình các vết sẹo suốt quãng đời còn lại. Và loại virus này mang tên virus đậu mùa. Trận đại dịch đầu tiên xảy ra vào năm 1350 trước Công Nguyên, trong thời kỳ chiến tranh giữa người Ai Cập và người Hittite. Các tù nhân Ai Cập đã lây lan bệnh đậu mùa cho người Hittite. Và căn bệnh này đã giết chết vị vua của họ cũng như tàn phá đất nước một cách trầm trọng. Không chỉ dừng lại ở đó, virus đậu mùa đã theo chân các thương nhân Ai Cập rồi lây lan ra toàn thế giới. Kể từ đó, bệnh đậu mùa đã giết chết hàng tỷ người. Đây cũng chính là loại dịch bệnh giết chết nhiều người nhất trong lịch sử. Ước tính có khoảng 500 triệu người tử vong chỉ riêng trong thế kỷ 20. Tuy nhiên, thật may mắn khi con người chúng ta cuối cùng cũng đã xóa sổ được căn bệnh nguy hiểm này. Hãy cùng khám phá hành trình gian nan đó trong video này nhé! Vào năm 1022 trước Công Nguyên, có một vị nữ tu sống trên một ngọn núi tên là Nga Mi Sơn nằm ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Bà đã nghiền vảy nến của những người bị bệnh đậu mùa thành bột. Sau đó thổi thứ bột này vào mũi của những người khỏe mạnh. Bà ấy làm điều này sau khi nhận thấy rằng những người sống sót sau khi nhiễm bệnh đậu mùa sẽ không bao giờ bị mắc bệnh trở lại. Và phương pháp điều trị của bà đã hiệu nghiệm. Tuy nhiên, phương pháp này được cho là quá mạo hiểm khi một số người may mắn sẽ có kháng thể với bệnh đậu mùa trong khi một số người lại không qua khỏi. Và dịch bệnh đậu mùa tiếp tục quanh hành thêm 2.700 năm nữa. Cho đến năm 1700, các bác sĩ thời bấy giờ đã lấy mẫu trong các vết lở loét của người nhiễm bệnh rồi đưa chúng vào cơ thể người bình thường bằng cách rạch 4 đến 5 vết xước trên cánh tay của họ. Có thể nói, đây là hình thức tiêm chủng đầu tiên của lịch sử loài người. Và việc này đã đem lại hiệu quả khá tích cực khi những người được tiêm chủng theo cách này sẽ không bị mắc bệnh. Tuy nhiên, vẫn có 3% số lượng người được tiêm chủng đã không qua khỏi. Cho đến khi một vị bác sĩ người Anh tên là Edward Jenner đã nhận thấy một điều thú vị ở những người vắt sữa bò. Khi còn nhỏ, ông đã nghe thấy một công nhân vắt sữa nói rằng: "Tôi sẽ không bao giờ bị mắc bệnh đậu mùa bởi vì tôi đã từng bị bệnh đậu bò. Bệnh đậu bò cũng giống như bệnh đậu mùa, nhưng lây nhiễm cho bò." Khi trưởng thành, bác sĩ Jenner nhận ra rằng cô ấy đã đúng. Những người đã từng bị nhiễm virus đậu bò sẽ an toàn trước loại virus đậu mùa ở người. Hai loại virus này có thể nói là có bà con họ hàng với nhau. Tuy nhiên, virus đậu bò sẽ ít gây nguy hiểm hơn ở người. Vì vậy, Jenner đã quyết định kiểm tra xem virus đậu bò có thể được sử dụng để chống lại bệnh đậu mùa hay không. Vào năm 1796, Jenner đã tìm thấy một phụ nữ chăn nuôi bò sữa tên là Sarah. Cô ấy có một vài nốt mụn trên cánh tay do virus từ một chú bò tên Blossom lây nhiễm. Ông đã lấy mẫu từ các nốt mụn của cô và tiêm chủng cho Jenner, đứa con trai 8 tuổi của người làm vườn của mình. Sau một vài ngày bị sốt, cậu bé này đã hồi phục. 2 tháng sau, Jenner lặp lại việc này một lần nữa. Lần này, ông thử với virus đậu mùa ở người. Và lần này, virus đậu mùa đã không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho cậu bé. Và từ đó, đủ cơ sở để Jenner kết luận rằng kháng thể đã được sinh ra. Jenner đã sử dụng phương pháp này trên một số người khác và kết quả là tất cả đều miễn nhiễm với dịch bệnh. Từ đó, Jenner đã phát minh ra vaccine bệnh đậu mùa và cũng là vaccine đầu tiên của lịch sử loài người. Một chiến dịch tiêm vaccine đã nổ ra trên toàn thế giới trong suốt thế kỷ 19 và 20. Cuối cùng, bệnh đậu mùa đã hoàn toàn bị xóa sổ vào năm 1979. Cho đến ngày nay, bệnh đậu mùa là bệnh truyền nhiễm duy nhất ở người đã bị loại bỏ hoàn toàn, sau khi nó đã giết chết hàng tỷ người trong suốt 10.000 năm qua. Bác sĩ Jenner luôn được nhớ đến là cha đẻ của ngành miễn dịch học. Nhưng chúng ta cũng không quên cô công nhân nuôi bò sữa Sarah, con bò Blossom, cậu bé Jem và vị nữ tu trên núi Nga Mi Sơn. Những người đã góp phần không nhỏ trong việc diệt trừ bệnh đậu mùa. Nếu không, trên thế giới sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy bấm like và subscribe để ủng hộ tò mò nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.